Làm gì đấy em trai? Em đang thay nước làm mát cho xe. Sao nước làm mát lại để trong bình này? Để nước lọc anh ạ. Ui, thế này có mà phá xe à? Và tiền đây Trung Thực Ô Tô cũng xin chia sẻ những thói quen xấu đang phá hủy ô tô mỗi ngày. Đầu tiên chính là hành động vừa rồi, sử dụng nước lọc để thay thế cho nước làm mát. Đây là một loại dung dịch chuyên dùng cho ô tô. Nếu dùng nước lọc để thay thế thì bạn đang đốt tiền chứ không phải là tiết kiệm. Video này khiến động cơ và các bộ phận của ô tô bị quá nhiệt, thậm chí có thể làm thổi răng mặt máy và đương nhiên chi phí sửa chữa rất cao. Thứ hai là hành động đánh lái chết. Lâu ngày có thể gây hại cho hệ thống lái vì toàn bộ bơm trợ lực, thước lái, rô tin đều phải hoạt động ở mức cao. Thứ ba, sử dụng cần số để làm chỗ nghỉ tay. Tì tay vào cần số khi lái xe là thói quen thường thấy, có thể gây áp lực lên cần số và bánh răng bên dưới, gây hao mòn hộp số. Thứ tư, khởi động xe và đi ngay. Hành động này cũng khiến động cơ nhanh bị hao mòn do phải làm việc với vòng tua cao khi chưa sẵn sàng. Bạn nên làm nóng máy trong vòng khoảng 30 giây đến 1 phút trước khi sử dụng.